Hôm nay tôi nói cái vấn đề này, không biết là có ai giống tôi không ha. Tối nay chị em bạn bè chơi thân với nhau, lúc mà nó không có bồ á, là đi đâu nó cũng gọi mình, nó réo mình đi shopping, đi ăn, đi uống, đi cà phê. Thì mình gọi nó cũng đi nữa, là lúc nào cũng thấy mặt mũi hết á. Còn tới chừng khi mà nó có bồ rồi đó mấy ma, là đừng bao giờ mà thấy nó xuất hiện. Gọi điện thoại cho nó là hôm nay tao bận rồi, ngày mai tao có hẹn với ảnh rồi, ngày mốt tao đi xem phim với ảnh rồi. Nó làm như là nó dẫn bồ đi ra đây đi cho chơi chung nha, là mình giật bồ nó hay sao mấy má, không hề thấy mặt mũi của nó luôn. Và kể từ giây phút đó là nó với thằng bồ nó hai đứa hợp tác với nhau là kinh doanh bình hơi. Nó lặng mà tao nói nó lặng sâu thiệt là sâu, không bao giờ mà thấy nó xuất hiện trên cái cõi đời này. Rồi tới một ngày, cái ngày định mệnh đó nó cũng tới, nó với bồ nó chia tay. Thì tao nói ý như rằng là nó gọi điện thoại cho mình muốn cháy cái máy luôn. Nó gọi điện thoại cho mình, bắt đầu nó từng bước giai đoạn như sau. Đầu tiên bắt đầu nó khóc la than, trời ơi tao buồn quá mày ơi, ảnh bỏ tao rồi mày ơi, tao chia tay rồi mày ơi, là bla 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 bla. Sau cái màn đó xong, bắt đầu nó chuyển sang nó chửi, trời ơi mày biết không, rồi thằng đó nó khốn nạn với tao lắm, trời nó chó đẻ với tao lắm. Ủa vậy chứ này, nó chó đẻ rồi chứ mày quen nó về mày làm cái gì hả? Mày chửi nó rồi chứ mày cũng nhau đâu, mày quen nó giờ mày hai đứa bay chia tay xong, hai đứa bay chửi nhau, hận nhau, thù nhau. Rồi bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn là thôi mày ở đâu gặp nhau, tao buồn quá, tao bị stress quá. Thì mình thấy tội nghiệp, mình cũng ra mình gặp nó, ở chị em bạn bè thì cũng ra mình gặp nó coi sao. Nó gặp mình là tao nói y như rằng bắt đầu là nó khóc như mưa. Nó khóc tràn giang đại hải, nó ôi tao khổ Ngọc ơi. Ủa gì kỳ vậy? Chứ lúc hai bay chịch nhau, hai bay có sướng, hai bay có tin Ngọc ơi tao sướng, còn hai bay có kêu tên tao ra không? Mà sao bây giờ tự nhiên hai bay chia tay, bay có khổ, mày kêu tên Ngọc ơi tao khổ quá. Nè, bầu quá nha chưa? Tuyệt đối nha chưa? Mấy bạn mà có bồ rồi thì mấy bạn làm ơn mấy bạn dung hòa giữa bồ với bạn giùm cái đi ha. Có bồ rồi bỏ bạn đi với bồ, rồi chứ múc bồ bỏ rồi quay lại đi kiếm bạn kỳ vậy? Tức chừng đó lúc đó nó cười trong cái mặt của mình. Còn khi mà lỡ mà bỏ bạn đi với bồ rồi đó thì đừng bao giờ mà quay lại với bạn khi mà bị bồ bỏ, lúc đó đi kiếm bạn mới đi, mà chừng không ai chơi với mình đâu ha, ha rút kinh nghiệm ha.